định và đã đều có thể tự cầm cho mình một chiếc xe máy và trở thành những đối tượng tham gia giao thông thường xuyên. Và cũng vào thời điểm đó, nhà nước Việt Nam đã dỡ bỏ một điều luật, đó là những người đi xe máy khi tham gia giao thông không cần phải đội mũ bảo hiểm nữa. Các bạn trong số chúng ta, ai sẽ không đội mũ bảo hiểm nào? Giơ tay. Bây giờ chúng ta hãy thử hỏi một người đi đường cụ thể để xem anh ấy sẽ nói gì. Thưa bạn, bạn sẽ đội mũ bảo hiểm hay sao? Đương nhiên là không. Wow. Hãy cùng thử một trường hợp khác. Nếu bây giờ nhà nước Việt Nam không phải dỡ bỏ đội mũ bảo hiểm, mà nhà nước Việt Nam dỡ bỏ tất cả các cột đèn giao thông cho phép chúng ta và tất cả mọi người khi đi qua ngã ba, ngã tư, ngã năm, mọi người có thể đi lại tự do mà không phải đợi đèn đỏ, ai trong số chúng ta mong muốn điều này? Rất ít, không ai cả. Tại sao lại vậy? Tại sao cùng là một sự tự do đều là hai sự dỡ bỏ giúp chúng ta tự do khi tham gia giao thông, nhưng có những tự do chúng ta mong muốn, có những tự do chúng ta không hề mong muốn? Và đây chính là nguyên nhân chủ yếu của khiến cho tư tưởng tự do kinh tế có những quyết tật của mình. Và những quyết tật này đã sinh ra hai cuộc khủng hoảng, đó là cuộc khủng hoảng năm 1933 và cuộc khủng hoảng 2008-2009. Thưa thầy Hoàng Hải, thưa tất cả các bạn, dù là William Petty, Adam Smith hay là David Ricardo, họ có thể có những định nghĩa khác nhau về thế nào là một nền kinh tế tự do, nhưng tiêu chung lại thì một nền kinh tế tự do phải có hai ý chính. Một, đó là tôn trọng các quy luật kinh tế khách quan. Hai, đó là giảm thiểu sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế. Vào thời kỳ giai đoạn năm 1929 năm 1933, ở các nước đại tư bản như Anh, Pháp, Mỹ, các nhà nước gần như không can thiệp vào nền kinh tế và cho phép các nhà tư bản hoạt động một cách hết sức tự do. Và lúc đó, nhà tư bản đã sản xuất rất nhiều với một niềm tin tưởng rằng dù sản lượng có nhiều bao nhiêu chăng nữa, nhưng thông qua quy luật cung cầu, một trong những quy luật khách quan của kinh tế, thì nền kinh tế vẫn sẽ đạt đến điểm lợi ích cao nhất. Nhưng họ đã sản xuất quá nhiều trong khi người dân không có đủ tiền để mua số sản lượng đó và giá cả chắc chắn phải giảm. Tuy nhiên, nhà kinh tế đã không chịu giảm, nhà tư bản đã không giảm giá và dẫn đến tình trạng dư thừa. Một mặt họ nói rằng các nhà tư bản tôn trọng các quy luật khách quan, nhưng chúng ta biết các quy luật khách quan cũng giống như các tư tưởng khách quan, và những tư tưởng này thì cần phải nghiên cứu trong một thời kỳ lịch sử lâu dài. Vậy thì ngay tại thời điểm lịch sử cụ thể thì không khó có thể tránh khỏi những sai lầm tiến diện. Để lấy ví dụ, trong giai đoạn năm 1933, tư tưởng cung cầu lại quá tập trung vào cung mà không quan tâm đến cầu. Những cái tư tưởng này sẽ giống như một trong những câu nói tiến diện của ông cha ta ngày xưa, đó là trời sinh voi, trời sinh cỏ, có cung khắc sinh ra cầu. Và đây đã là một quan niệm sai lầm. Quan niệm này kết hợp với cả lòng tham của nhà tư bản đã dẫn đến cuộc khủng hoảng nổ ra. Vậy thì các nhà tư bản đã hành động như nào khi cuộc khủng hoảng nổ ra? Trong nông nghiệp, họ đốt hết cây trồng, giết hết gia súc, đuổi người nông dân ra, biến họ trở thành những người thất nghiệp. Những sản phẩm dễ tiêu hủy như cà phê, sữa, thịt, họ đổ hết xuống sông. Trong công nghiệp, những sản phẩm khó tiêu hủy hơn thì họ chất hết lên những chiếc thuyền buôm lớn, dòng chúng ra biển khơi, rồi dùng đại bác bắn chìm chúng với một mục đích không ai có thể vớt lại được. Những việc tưởng chừng như vô lý như vậy lại diễn ra ở hầu hết các nước tư bản thời bấy giờ. Và trong khi hàng triệu người dân đang chết đói, thì hàng triệu tấn lương thực trở thành thức ăn cho cá. Trong khi hàng triệu người dân đang sống trong cảnh cơ cực, thì hàng triệu tấn hàng hóa được đổ xuống biển. Và đó chính là cuộc khủng hoảng 1929-33. Thế còn đối với cuộc khủng hoảng năm 2008-2009 thì sao? Được mệnh danh là cuộc khủng hoảng tài chính và diễn ra bắt đầu ở Mỹ, khi mà chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ các định chế tài chính cho phép các tổ chức tài chính hoạt động tự do hơn bao giờ hết. Và từ đó các tổ chức tài chính đã gây ra 3 hậu quả mà chính phủ Mỹ lúc đấy đã không lường trước. Hậu quả thứ nhất, đó là chính phủ Mỹ đã sử dụng tiền gửi của nhân dân để đem đi đầu tư mạo hiểm. Vì lòng tham của họ, họ đã biến mình thành những con bạc. Và nếu trong canh bạc đấy họ thua, thì họ lại tiếp tục huy động tiền gửi của nhân dân. Và từ đó, nợ chồng chất nợ. Đã có hàng triệu người Mỹ, trong đó có những người là về hưu, đã mất đi tiền gửi của mình cả đời. Điều thứ hai, đó là các tổ chức tài chính đã cho vay một cách bừa bãi. Họ cho tất cả mọi người vay, thậm chí đấy cả là những đối tượng vô gia cư, thất nghiệp, những kẻ lười biếng, những kẻ mà họ tin rằng sẽ không thể trả được nợ. Vì sao vậy? Vì ngay khi họ cho vay xong, họ bán các khoản nợ này cho nhà đầu tư và từ đó họ ăn khoản chênh lệch.
và không cần nhận bất cứ một sự rủi ro nào. Và cuối cùng, đó là các tổ chức tài chính. Vốn dĩ đây là các tổ chức rất lớn, nay được phép sáp nhập lại với nhau để giữ vị thế độc quyền. Chúng lớn đến nỗi chỉ cần một tổ chức tài chính sụp đổ thôi, cả nền kinh tế sẽ sụp đổ. Và đây chính là cái luận điểm để chúng dần dần uy hiếp chính phủ Mỹ và bắt chính phủ Mỹ phải bảo vệ cho sự tồn tại của chúng. Và từ ba yếu tố này thì nhà kinh tế học Joseph, người từng đoạt giải Nobel, đã có nhận định như sau. Mỹ đã xuất khẩu kinh tế thị trường tự do, một xuất khẩu một thứ văn hóa vô trách nhiệm đối với xã hội và cuối cùng xuất khẩu suy thoái đi bốn phương. Theo như tư tưởng của Adam Smith, việc chính phủ Mỹ rút dỡ bỏ các định chế tài chính năm 2006-2007 nó giống như việc nhà nước giảm thiểu sự can thiệp vào nền kinh tế. Và theo Adam Smith, ông nói rằng việc giảm thiểu này sẽ giúp cho các chủ thể kinh tế trong nền kinh tế được hoạt động một cách tự do để theo đuổi đến lợi ích tốt nhất của mình và giúp cho nền kinh tế đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng lý thuyết của ông chỉ hợp lý nếu mà tất cả các con người trong nền kinh tế có vị thế ngang bằng nhau. Nhưng thực tế thì không như vậy. Bản thân chúng ta sinh ra đã có những đặc điểm, vị trí khác nhau. Vì vậy trong cuộc đua chạy đua đến lợi ích, đó sẽ là một cuộc chạy đua có kẻ thắng và người thua. Kẻ thắng là kẻ mạnh, và đại diện cho kẻ mạnh là các nhà tư bản, những kẻ có quyền lực. Kẻ thua là kẻ yếu, và một lần nữa, những kẻ yếu này là đại bộ phận những người dân lao động lương thiện. Trong lý thuyết của ông thì ông cũng không nhắc đến một yếu tố, đó là đạo đức. Tại sao? Tại vì khi con người được cho phép hành động một cách tự do để chạy đua theo lợi ích của mình, họ sẵn sàng xâm phạm lợi ích của nhau. Chính vì thế mà nó tạo ra các khuyết tật khiến cho nền kinh tế không đạt được lợi ích lớn nhất. Hãy cùng thử tưởng tượng, vẫn là năm 2008-2009, nhà nước Mỹ dỡ bỏ các định chế tài chính, nhưng để đối đáp lại cái việc đấy, đó là các tổ chức tài chính hành động một cách thận trọng, hành động một cách có trách nhiệm, không vụ lợi, thì nền kinh tế có khủng hoảng không? Chắc chắn là không. Và cái câu chuyện này giống làm cho chúng ta nhớ lại một câu chuyện, đó là hai con dê đi qua cầu. Khi hai con dê này được tự do cạnh tranh với nhau và sự tham lam của nó thì không con nào nhường con nào, thì kết quả là cả hai con dê sẽ rơi xuống sông. Và nếu nền kinh tế Mỹ trong cái thời đấy, khi mà có các khủng hoảng xảy ra và nhà nước đã có sự can thiệp kịp thời, thì chắc chắn khủng hoảng đã không nghiêm trọng như bây giờ. Vậy thì để thấy rằng một nền kinh tế tự do mà hoạt động hiệu quả phải là một nền kinh tế mà trong đó những chủ thể kinh tế phải là những con người có kiến thức và có đạo đức. Nhưng điều đấy là quá xa vời hiện tại, và thậm chí ở tương lai cũng khó để làm được điều đấy. Vậy thì chỉ có một giải pháp duy nhất ở ngay bây giờ, đó là cần có những sự can thiệp nhất định của nhà nước vào nền kinh tế. Nhưng can thiệp đấy là bao nhiêu? Can thiệp đấy cần không quá chặt để cho các quy luật kinh tế khách quan vẫn được vận động, cũng không quá lỏng để các sự kiện vi phạm xảy ra. Và đó chính là mô hình kinh tế mà tất cả các quốc gia trên thế giới bây giờ đang hướng đến. Người ta gọi là mô hình kinh tế hỗn hợp. Ở nơi đó là có sự kết hợp giữa bàn tay vô hình và bàn tay hữu hình do nhà kinh tế học đầu tiên đặt ra, đó là Samuelson. Và đó chính là mà chúng ta đang cần hướng đến. Đấy chính là những thứ chúng ta đang mong muốn. Xin cảm ơn các bạn. Tiếp theo các bạn lên.